Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì mời các bạn đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay, 19 tháng 1. Trong bản tin này thì phần đầu tiên mời các bạn đến với nội dung Indonesia lo ngại hai thần đồng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Tiếp đến là chia sẻ nhận định trước trận đấu của các chuyên gia Việt Nam và Indonesia. Và cuối cùng mời các bạn đến với nội dung quan ngại trọng tài VAR người Thái Lan và Trung Quốc làm hỏng trận đấu giữa Việt Nam gặp Indonesia. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Indonesia thì tối ngày hôm qua, tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi luyện quân cuối cùng cho trận đấu gặp Indonesia. Trước khi bắt đầu buổi tập thì ông thầy người Pháp Philippe Rozier đã giảm tải áp lực cho các học trò bằng những màn mini game vui nhộn. Sau đó toàn đội trở lại với sự tập trung cao độ. Được biết là để khắc chế điểm mạnh về tranh chấp và không ngại va chạm của Indonesia, huấn luyện viên Philippe Rozier yêu cầu các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rèn kỹ khả năng va đập, tìm người, đặc biệt là ở các tình huống chống phạt góc. Các cầu thủ được chia làm hai nhóm sẽ cố gắng dùng sức từ vai để cạnh tranh, đẩy áp lực về phía đối diện để lách qua bức tường phòng thủ. Ngay cả ông thầy người Pháp cũng trực tiếp vào thị phạm với các pha đẩy người vô cùng là căng thẳng. Điều này giúp cho các cầu thủ của chúng ta hiểu được bài và thực hiện chuẩn xác hơn. Các thủ môn thì cũng được chú trọng việc hóa giải các tình huống bóng bổng. Nhiều khả năng thì Indonesia sẽ sử dụng các bài đánh biên ném phạt góc tầm xa ở trận đấu tới. Trước thêm trận đấu quan trọng này thì các chuyên gia mới đây cũng đã đưa ra nhận định về cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia. Nhận định về cuộc đối đầu này, cựu danh thủ Lê Công Vinh bày tỏ đây là trận đấu rất quyết liệt và căng thẳng bởi đội nào cũng muốn thắng để nuôi hy vọng và cũng do quá hiểu nhau. Ở trận này thì cơ hội của hai đội là 50-50 vì Việt Nam không dễ thắng Indonesia. Dẫu trong những trận gần đây, chúng ta đều vượt trội hơn. Muốn thắng được Indonesia, các tuyển thủ Việt Nam phải quên những lời tâng bốc sau trận gặp Nhật Bản để tập trung cao nhất cho trận đấu này. Đặc biệt là phải chắt chiu những cơ hội có được. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng, nhưng tỷ số là xít sao. Cựu cầu thủ và là huấn luyện viên của đội Persik ở Indonesia là Arif Budi nhận định Việt Nam có lối chơi tấn công nguy hiểm, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng khá cao, ngay cả Nhật Bản vẫn lo ngại khi đối mặt với các pha tấn công của họ. Indonesia phải phòng ngự chắc chắn, các hậu vệ của chúng ta phải giảm thiểu sai sót ở hàng phòng ngự trong cuộc đối đầu này. Trong khi đó thì ký giả Nuri Sali nhận định Phạm Tuấn Hải là cầu thủ mà Indonesia phải đặc biệt cảnh giác. Cầu thủ số 10 này rất thông minh trong việc di chuyển và chọn vị trí. Anh ta luôn có khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để gây nguy hiểm cho thủ môn đối phương. Bàn thắng giúp Việt Nam dẫn 2-1 trước Nhật Bản là một minh chứng. Ngôi sao nhập tịch Shane Patinama bên phía Indonesia thì chia sẻ Việt Nam là một đội mạnh, họ đã chơi tốt trước Nhật Bản nên chúng tôi phải nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của họ và lập kế hoạch để phù hợp. Tôi không biết nhiều về cầu thủ Việt Nam nhưng họ rất nhanh và kiểm soát bóng tốt. Vì vậy mà chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và nâng cao sự tự tin của mình, đồng thời phải tập trung vào mình nhiều hơn là nghĩ đến những vấn đề khác. Mới đây, một tờ báo của Indonesia cũng chỉ ra hai ngôi sao trẻ là Đình Bắc và Nguyễn Thái Sơn là thứ vũ khí quan trọng của tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu quan trọng vào tối ngày hôm nay. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia được coi là trận derby Đông Nam Á. AFC lựa chọn là một trong những màn thu hùng đáng chờ đợi nhất ở vòng bảng. Ngoài sự cạnh tranh của hai đối thủ quen thuộc thì đây còn là những đội trẻ nhất trong số 24 đại diện tham dự ở Qatar. Cây bút người Indonesia có tên là Radifa Astra lựa chọn những gương mặt trẻ của hai đội hứa hẹn tạo nên sự khác biệt cho trận đấu này. Bên phía Indonesia là ngôi sao Ferdinand nổi bật từ vài năm qua và vừa ghi bàn vào lưới Iraq. Người còn lại của họ là Justin Hubner, ngôi sao của U21 Wolverhampton, có sở trường đá trung vệ nhưng được ông Shin Tae-yong sử dụng trong vai trò tiền vệ. Nhà báo Radifa đã gọi Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thái Sơn là hai thần đồng của tuyển Việt Nam có khả năng tạo khác biệt. Cụ thể, nhà báo này viết, nếu Indonesia có Ferdinand thì Việt Nam xuất hiện tài năng Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này gần đây thu hút sự chú ý của những người hâm mộ. Trận ra mắt tuyển Việt Nam của Đình Bắc diễn ra vào giữa tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên thì sau 3 tháng, cầu thủ này đã ghi bàn quan trọng vào lưới tuyển Nhật. Cầu thủ sinh năm 2004 đánh đầu ngoạn mục
từ quả phạt góc của Đỗ Hùng Dũng để gỡ hòa một đều. Bàn thắng này giúp cho Đình Bắc nhận được sự ngưỡng mộ của những người theo dõi trận đấu. Dấu ấn của một cái tên khác ở hàng tiền vệ là Nguyễn Thái Sơn cũng được cây bút Radifa đánh giá cao. Tiền vệ 20 tuổi này là nhân tố chính giúp cho tuyển Việt Nam triển khai lối chơi theo yêu cầu của ông Philippe Jouzier. Một cầu thủ trẻ khác chiếm được suất đá chính ở tuyển Việt Nam trong nhiệm kỳ của ông Jouzier là Nguyễn Thái Sơn. Tiền vệ phòng ngự 20 tuổi có trận ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. Kể từ đó, anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của ông Jouzier ở tuyến giữa. Thái Sơn cũng từng có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trước Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc trong giai đoạn cuối của năm ngoái. Khi Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận mở màn bảng D vòng chung kết Asian Cup, cầu thủ này được đá chính. Cậu ấy thậm chí đá trọn vẹn 90 phút. Trận đấu then chốt giữa Việt Nam và Indonesia ở lượt thứ hai với trọng tài chính người Tajikistan là Sadulo, còn hai trợ lý VAR là các trọng tài người Thái Lan và Trung Quốc. Báo chí khu vực bày tỏ là liệu đây có phải sự bổ nhiệm an toàn của AFC khi trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia là rất quan trọng, gần như là trận derby của khu vực Đông Nam Á tại Asian Cup nhưng lại có trọng tài Thái Lan và Trung Quốc điều hành phòng VAR. Cụ thể, bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia là trọng tài chính người Tajikistan là ông Sadulo cùng hai trợ lý là các trọng tài viên người Uzbekistan. Trọng tài thứ tư cũng là trọng tài người Uzbekistan. Trợ lý trọng tài dự bị là trọng tài người Singapore. Ông Kiat là trợ lý trọng tài VAR, trong khi người điều hành chính ở phòng VAR là trọng tài người Thái Lan, ông Sivakorn, cùng trợ lý trọng tài người Trung Quốc là Phu Minh. Dự bị cho trợ lý trọng tài VAR là trọng tài người Kuwait, ông Sad Al-Fahi. Tại Asian Cup, AFC áp dụng công nghệ bắt về vị bán tự động. Đây là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại một giải chính thức của AFC. AFC cũng là liên đoàn châu lục đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ tiên tiến này. Cho đến nay thì các trận đấu tại Asian Cup diễn ra vẫn có tranh cãi như trường hợp trọng tài từ chối bàn thắng của Trung Quốc trong trận hòa Tajikistan với tỷ số không đều ngày 13 tháng 1 sau khi VAR kiểm tra một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Sự cố này đã gây phản ứng dữ dội với các cổ động viên Trung Quốc. Đây cũng là lý do mà báo chí Đông Nam Á lo ngại trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, các trọng tài VAR của Thái Lan và Trung Quốc điều hành. Nếu xảy ra các tình huống tranh cãi thì chắc chắn sẽ tạo ra phản ứng lớn của cổ động viên hai đội Việt Nam và Indonesia. Trước thềm trận đấu gặp Indonesia thì ông Jouzier không ngần ngại đặt mục tiêu là giành trọn vẹn 3 điểm. Ở trận đấu với Nhật, ông thầy người Pháp sử dụng 4 quyền thay đổi người, nhưng Quang Hải đã không vào sân dù chỉ 1 phút. Dù vậy thì tính toán của nhà cầm quân người Pháp là khá dễ hiểu trong thế trận phòng ngự phản công. Các tên đá chính và vào thay người đều sở hữu khả năng pressing và hỗ trợ tốt. Nhưng ở cuộc đọ sức với Indonesia, mục tiêu của chúng ta là tấn công và giành trọn vẹn 3 điểm. Nhiều khả năng ông thầy người Pháp sẽ chuyển từ sơ đồ 5-3-2 trở lại hệ thống 3-4-3 quen thuộc. Khi đó, một cầu thủ biết cầm bóng và đưa ra những pha xử lý mang tính đột biến như Quang Hải có thể sẽ có nhiều đất diễn. Quang Hải cũng cung cấp thêm một lựa chọn cho đội tuyển trong các tình huống cố định. Tiền vệ này từng nhiều lần ghi bàn bằng các pha đá phạt trực tiếp và kiến tạo từ các pha phạt góc. Chơi bên cạnh Quang Hải dự kiến là Phạm Tuấn Hải và Văn Toàn. Tuấn Hải cho thấy phong độ ấn tượng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Nhật Bản. Còn Văn Toàn đang rất khát khao sau khi chưa có mặt trong trận ra quân. Trường hợp của Đình Bắc phần nào khiến cho ông Philippe Jouzier không khỏi lo lắng. Chân sút 19 tuổi tỏa sáng rực rỡ ở ngày mở màn nhưng đã gặp chấn thương nhẹ. Ông thầy người Pháp sẽ không mạo hiểm với cậu học trò và có thể chỉ sử dụng Đình Bắc trong hiệp 2 nếu tình huống cần thiết. Với 3 tiền đạo ở phía trên, huấn luyện viên Philippe Jouzier cần một cặp tiền vệ vừa đảm bảo khả năng phân phối bóng, vừa sẵn sàng đánh chặn từ xa, và hai cái tên được lựa chọn có thể sẽ là Tuấn Anh và Thái Sơn. Tuấn Anh chỉ thi đấu 45 phút trước Nhật Bản và có trạng thái thể lực tốt để đối đầu với Indonesia. Trong khi đó thì Thái Sơn được dự báo sẽ phải hoạt động vất vả khi chạm trán những tiền vệ giàu sức mạnh của Indonesia. Hai vị trí chạy cánh dự kiến vẫn thuộc về cặp đôi Xuân Mạnh và Võ Minh Trọng. Dù hướng đến một chiến thắng, ông Philippe Jouzier vẫn sẽ không quên đề phòng các tình huống đánh biên sở trường của các cầu thủ Indonesia. Bộ ba trung vệ và vị trí thủ môn có lẽ sẽ không thay đổi. Các trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài cùng thủ thành Philip Nguyễn đã phối hợp khá tốt trong trận gặp Nhật Bản. Sự ăn ý giữa các cầu thủ phòng ngự sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được những cơ hội dành cho các chân sút bên phía Indonesia.
Các bạn thân mến, tới đây thì Mê Rồng Vàng xin dừng lại video này. Cũng rất mong là sẽ nhận được ý kiến của quý vị và các bạn. Còn trên đây là một số video hay ho khác mà các bạn có thể quan tâm và hãy nhấn vào để cùng thưởng thức. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.